Vài ngày trước, trên nền tảng TikTok có nổi lên một đoạn phim ma cực kỳ ghê rợn được ghi lại bởi một camera an ninh bên trong một ngôi nhà không được tiết lộ ở Brazil. Khi đó, một gia đình đang xem TV thì sự kiện ghê rợn này đã xảy ra ngay trước mắt họ. Xem nha. Tuy hình ảnh từ đoạn phim không được ưng ý, nhưng nó cũng đủ cho người xem nhận thấy hình dáng của một người phụ nữ thoáng ẩn thoáng hiện cực kỳ ma quái, như thể bà ta đã di chuyển tóc biến vậy. Và cũng chính sự hiện ra rùng rợn đó đã khiến cho cả nhà họ một phen thất kinh hồn vía. Và điều đó cũng nói lên rằng cả nhà đã nhìn thấy được bóng ma của người phụ nữ kia. Trong khi quay phim lại con vật nuôi của mình, một cô gái đến từ Nhật đã vô tình quay được một thứ khiến cô ám ảnh trong một thời gian rất dài. Xem nha. Với cái nhìn đầu tiên bạn khó có thể nhận ra đó là gì, nhưng khi ta làm chậm đoạn phim và phóng to hình ảnh lên một chút nữa thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra đó là gương mặt xám ngắt của một cô gái có một mái tóc dài kinh dị. Nói đúng hơn là cái đầu đang nằm lặng yên bên dưới một cây ghế. Một đêm nọ, trong lúc cắm trại bên trong một khu rừng cách xa thành phố, một nhóm bạn trẻ đang vui vẻ ăn uống cùng nhau và họ không quên dùng máy quay để ghi lại những khoảnh khắc vô giá này. Nhưng vô tình một hình dáng kinh dị khiến cho người xem lạnh toát sống lưng đã đột ngột xuất hiện ngay phía sau một người bạn. Xem nha. Một cô gái có hình dáng xanh xao thiếu sức sống đang ngồi lặng yên rất gần ngay phía sau lưng của một người bạn trong nhóm. Điều may mắn là khi đó không một ai trong nhóm nhìn thấy bóng ma của cô gái áo trắng kia. Nếu không, cuộc vui của họ sẽ trở thành những nỗi sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy được thứ kinh dị này. Isaac, một người xem của News, đã gửi cho anh ấy một đoạn phim ma quái và nói rằng người chú của anh ta gần đây đã trải qua một điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích. Khi ông ấy kiểm tra những cảnh quay của chiếc camera an ninh trước nhà, lúc bấy giờ người chú của Isaac đã nhìn thấy một thứ mà trong đời ông chưa bao giờ chứng kiến. Một vệt đèn kỳ quái xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Nhưng với cái nhìn đầu tiên, bạn không thể xác định được vệt đèn kia xuất hiện ở gần hay xa camera. Cho đến khi những chiếc xe chạy ngang qua, ta mới biết nó đang lơ lửng ở giữa con đường xe chạy. Bởi rõ ràng, những chiếc xe đang chạy trên đường đã đâm xuyên qua vệt đèn ma quái kia theo đúng nghĩa đen. Khi đó, người chú của Isaac cũng đã nhìn thấy bóng đèn quái dị đó, nên nhanh chóng ông đi ra để xem đó là gì. Và cũng chính lúc này, một điều ghê rợn không ngờ đã xảy ra.
bóng đèn đã biến mất trước khi người đàn ông tiến lại gần nó. Vậy rốt cuộc bóng đèn ma quái đứng giữa đường kia là gì? Là ma quỷ hay một thứ siêu nhiên nào đó mà con người chưa biết đến? Bạn đoán thử xem. Vào những năm 1900, Viện Điều dưỡng St. Haven ở Bắc Dakota bắt đầu mở cửa. Ban đầu nơi đây được biết đến là một nơi điều trị bệnh lao, nhưng vài năm sau đó, nó đã trở thành trại tâm thần. Và cũng chính vào khoảng thời gian u tối này, Viện Điều dưỡng St. Haven được biết đến như là một nơi ngược đãi khủng khiếp đối với các bệnh nhân không được tỉnh táo kia. Và cũng chính vì lý do đó, bệnh viện đã phải buộc đóng cửa vào những năm 1980. Người ta đã ước tính con số bệnh nhân đã thiệt mạng bên trong bệnh viện này đã lên đến hàng nghìn. Và gần đây nhất, một sự kiện thương tâm đã xảy ra với một cậu thanh niên 17 tuổi. Khi cậu ta đi săn ma ở đây, nhưng không may đã ngã xuống trục thang máy và thiệt mạng. Gác lại những câu chuyện u ám trên, làng đến từ kênh YouTube Midwest Ghost Hunter đã quyết định tìm đến và mở ra một cuộc điều tra nghiêm túc về nơi bỏ hoang này, với hy vọng sẽ quay được những bằng chứng về ma quỷ. Chờ khi trời tối, làng bắt đầu vào cuộc điều tra, và không lâu sau đó, anh ta đã nhìn thấy và quay được một thứ gì đó gây ớn lạnh như thế này. Okay, those were footsteps. Oh, damn, these stairs. Lạng hơi rụng khi nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang đi lầu trên. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã lấy lại được sự bình tĩnh và bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực đó. Okay, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. So look at that. See? Holy shit. Still creepy as hell. Khoảnh khắc cánh cửa tự động mở ra và đóng lại ngay trước mặt Lan, anh hoàn toàn không quá sốc, bởi anh đã cảm nhận được có một luồng gió đã đi qua cánh cửa kia. Nhưng ngay sau đó, làng bắt đầu nghe thấy những tiếng động kỳ lạ đang phát ra rất gần anh. Lập tức anh tiến tới, và bây giờ anh ta đã thật sự nhìn thấy được một thứ mà anh tin nó có thật. Xem nha. Whoa, what was that? Dude, I think I just saw something. Could you appear like that again? Oh my God, dude, it is cold over here. Oh my God, I just went into that room! Dude, it just flew into here. What the? Oh, dude! That was crazy! I just saw you! Did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Could you speak again? I think I just heard you.
Oh! Oh my god. Okay, you really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Lúc bấy giờ Len rất tỉnh táo và thích thú khi chính mình đã nhìn thấy và nghe được những điều siêu nhiên. Và anh tinh hồng mà đó đang cố liên lạc với mình. Nhưng chưa được bao lâu, sự phấn khích của anh đã biến thành nỗi sợ hãi kinh hoàng khi điều này xảy ra. Hello. Oh my god. Okay. Oh god. Dude. Len thật sự run sợ khi nghe thấy lời cầu cứu. Đặc biệt khi đó anh ta ở gần thang máy, nơi đã từng xảy ra vụ tai nạn chết người năm xưa. Nhưng Len không bận tâm điều đó, anh ấy tiếp tục di chuyển đến những hành lang khác. Lúc bấy giờ Len đã chụp thử một vài bức ảnh ở đây. Và một lần nữa, điều đáng sợ lại xảy ra. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo. Holy crap. Are you standing by this window? Holy crap. So freaking cool. Could you appear again? Whoa, dude! I just got that on the freaking camera. Khi đó, Len đã vô tình chụp được một cái bóng trắng đang đứng bên ngoài khung cửa sổ. Đáng sợ hơn nữa là ngay khi Len yêu cầu Hồng Ma hãy hiện ra một lần nữa, ngay lập tức bóng trắng ma quái kia lại hiện ra. Để xem đầy đủ hơn về cuộc điều tra hấp dẫn này, bạn cần phải tìm đến kênh YouTube của Len. Đoạn phim kinh dị tiếp theo sau đây được cho là đã quay được một con ma đã và đang ám lấy một cái giếng bên trong một thị trấn ở Peru. Và tất cả những diễn biến rợn tóc gáy đó đã được một camera quay đêm ghi lại. Cùng xem nha. Dường như đó là hình dáng của một người đàn ông đang ngồi. Và ngay sau đó thì... không biết phải nên nói như thế nào về cách di chuyển gây sởn gây óc này. Nhưng nó thật sự khiến cho nhiều người xem phải run rời hết cả tay chân. Một đêm muộn trên đường về nhà, một thanh niên đã vô tình đối diện với một thứ mà anh ta không hề biết rằng nó đã từng ở gần anh đến mức chỉ một cái với tay anh cũng có thể chạm được nó. Nhưng vào thời điểm đó, anh ta không hề biết điều kinh dị đó đã từng xảy ra. Chỉ sau khi kiểm tra thiết bị ghi hình, anh ta mới giật mình nhận ra hình dáng ma quái đó. Xem nha. Ngay khi chiếc xe rẽ sang đường chính, ngay lập tức không biết từ đâu xuất hiện một dáng người gầy gò cao lêu thêu đang chạy thật nhanh trước đầu xe và dần tan biến vào không khí.
Đoạn phim ma quái này đã thật sự khiến cho nhiều người xem phải giật mình, bởi họ đã liên tưởng đến ngay. Biết đâu trên xe họ chiếc camera hành trình cũng đã vô tình bắt được những thứ mà khi xảy ra mắt họ không thể thấy, giống như trường hợp này. Selsa đến từ trang TikTok Selsa An đã có chia sẻ những đoạn phim ma quái về những hoạt động siêu nhiên đáng sợ hiện vẫn đang xảy ra ngay bên trong ngôi nhà cô. Selsa cho biết nơi thường xuyên xảy ra những hoạt động đáng sợ là khu vực nhà vệ sinh. Biết rõ như thế, gần đây vợ chồng cô đã quyết định đặt một camera an ninh ở đó và nó đã thật sự bắt được những điều kỳ lạ như thế này. Khi đó cô con gái của Selsa đang lấy đồ trong tủ thì bất ngờ một sự kiện ma quái đã xảy ra ngay trước mắt con bé, đã khiến cho nó phát hoảng bỏ chạy. Và sau khi nghe con gái thuật lại những gì nó đã thấy trong nhà tắm, Selsa đã cố tìm ra nguyên nhân vì sao cái ngăn tủ lại có thể chuyển động kỳ lạ được như thế. Nhưng mọi chuyện đã trở nên đáng sợ hơn khi cô ấy đã dại miệng buông ra những lời thách thức như thế này. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh my God, oh my God, oh my God! Okay. Oh my God, what if I told you? Crazy. Selsa nói rằng cô không bị điên, ngược lại cô đang rất tỉnh táo để nhận biết điều gì đang xảy ra ở đây. Chỉ là cô không thể giải thích được vì sao cái ngăn tủ kia lại có thể tự động di chuyển ra vào một cách bất thường như thế. Thậm chí bây giờ những hoạt động đáng sợ đó xảy ra với cường độ mạnh hơn. This is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets shut on. Sorry, turned on. It's really creepy. Trong khi vẫn còn hoang mang những gì vừa xảy ra, thì bất ngờ chiếc camera giám sát trong phòng khách lại bắt được một hình dáng đáng sợ như thế này. Xuất hiện một cái bóng đèn mờ nhạt đang lấp ló ở phía bên kia, ngay hành lang dẫn vào khu nhà tắm. Điều này đã khiến cho cả gia đình Selsa lo ngại hơn, vì họ tin chính cái bóng đèn ma quái kia là nguyên nhân của những sự kiện đáng sợ xảy ra bên trong khu nhà tắm bấy lâu nay. Nhưng còn phương hướng giải quyết bóng đèn kia như thế nào thì họ không biết. Một người phụ nữ xin được giấu tên.
đã quay lại những hoạt động siêu nhiên đáng sợ đã từng xảy ra bên trong căn bếp ở ngôi nhà cũ của cô ấy ở Ireland. Xem nha. Người phụ nữ cho biết, ngay sau khi nhận thấy những điều khủng khiếp như thế, cô đã dọn ra ngoài ngay lập tức. Bởi cô không thể chịu đựng cũng như đủ can đảm để ở lại một mình bên trong ngôi nhà kinh dị này. Gettysburg là một trong những nơi được cho là đang bị ám rất nặng ở nước Mỹ. Bởi trong quá khứ, nơi đây đã từng xảy ra một cuộc nội chiến đầy đẫm máu giữa hai phe Bắc và Nam Hoa Kỳ vào năm 1863. Cuộc chiến đã gây thiệt hại và tổn thất rất lớn cho nước Mỹ lúc bấy giờ. Với một quá khứ đen tối như thế, không có gì quá ngạc nhiên khi các du khách tham quan nơi đây đã vô tình quay lại những hình dáng ma quái đi lại bên trong khu vực khi trời sụp tối. Không riêng gì những đoạn phim quái dị này được công bố lên Internet. Gần đây, một đoạn phim ma quái tương tự được quay lại bởi một cặp vợ chồng và được chia sẻ lên YouTube bởi một tài khoản có tên là Faden. Xem nha. Can't be the motorcycles, honey. There's another spark. You see what I'm saying? What is that? Tree? No. You moved it, right? Right there. See? Uh-huh. Look. There's nobody there. Where? I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up there. In the trees. Khi đó bên trong khu rừng đối diện xuất hiện những cái bóng trắng thoáng ẩn thoáng hiện rất ma quái. Điều không ngờ là khi đó cả nhà họ đều nhìn thấy những cái bóng trắng kỳ lạ đó, nhưng họ không biết chính xác đó là những thứ gì. Ban đầu người vợ tự hỏi không biết đó có phải là xe đang chạy hay không, nhưng người chồng đã nói với cô rằng ở đó là một khu rừng chỉ có cây cối mà thôi. Nếu bạn muốn xem nhiều hơn về những hiện tượng siêu nhiên đã và đang xảy ra ở Gettysburg thì bạn có thể tìm kiếm trên YouTube với cụm từ Gettysburg Ghost. Những ngày gần đây trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đang xôn xao một đoạn phim tự quay của một nhóm bạn trẻ. Được biết khi đó, họ đã lẻn vào một nhà thờ mà trước đó đã từng xảy ra những sự kiện ghê rợn khiến cho nó đã bị đóng cửa vô thời hạn. Đợi khi trời về khuya, nhóm bạn này đã tự ý đột nhập vào nhà thờ, mục đích là muốn xem tận mắt điều gì đang xảy ra ở đây và nguyên nhân vì sao nhà thờ lại bị đóng cửa như vậy. Không để họ chờ lâu, ngay khi đặt chân vào nhà thờ, họ đã được chứng kiến những hiện tượng không thể giải thích này. Place been abandoned for like 3 months. Oh my god, yes. Okay. Let's go. Let's go. Yep. Okay. You ready? Yeah.
Maggots? Oh my god, it smells. Oh my god. Try not to step on them. That was disgusting. What the fuck? What is that? What the fuck? Oh my god. Hold up. Give me that. Oh my god. These things are fucking everywhere. It's fucking cold as hell. No, I hear something. I heard something. Get out. Đầu tiên, không biết vì sao bên trong nhà thờ lại có nhiều dòi bọ nằm rải rác trên sàn như thế. Đặc biệt chúng bốc ra những cái thứ mùi rất kinh. Oh my god, it smells. Sau đó là những tiếng nói thì thào được nghe thấy. Không có ai bên trong. Bắt đầu họ cảm thấy lạnh gáy. Nhưng cái điều mà họ không thể ngờ tới, đó là cánh cửa nhỏ bé của ngôi nhà đồ chơi kia đã tự động đóng lại. Ngay sau khi chứng kiến những điều quái dị như thế, cả nhóm đã không còn đủ can đảm để ở lại bên trong nhà thờ nữa. Vì bây giờ họ đã biết lý do vì sao nhà thờ này lại bị đóng cửa vô thời hạn rồi. Với những gì đã xảy ra, một điều bạn không ngờ là những điều huyền bí lại có thể xảy ra ngay bên trong nhà thờ, phải không? Một sự kiện dị thường đã xảy ra ở Argentina. Khi đó, một đài truyền hình đang ghi hình thì bất ngờ một sự kiện không thể giải thích đã xảy ra ngay trên sóng. Nhưng khi sự kiện đó xảy ra, không một ai trong số họ thấy cả, bởi nó xảy ra quá nhanh. Bây giờ bạn hãy xem, để xem bạn có thể nhìn ra điều bất thường đó không nha. Xin mời. Hoy vamos a hablar de niveles de conocimiento. Bien, hay cuatro niveles de conocimiento. El primer nivel es la ignorancia, el segundo nivel es la estupidez, el tercer nivel es la inteligencia y el cuarto nivel es la sabiduría. ¿Qué se diferencia cada uno de estos cuatro niveles? Vamos a charlar ahora para después cada uno de nosotros
podamos ver en qué nivel estamos. ¿Bien? Bien. El primer nivel es el nivel de la ignorancia. En este nivel, la persona no tiene los recursos necesarios para lidiar. Bạn có thấy được gì không? Bình thường nếu ta soi gương thì chắc chắn hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ làm theo từng cử chỉ hành động của ta, phải không? Nhưng ở đoạn phim kỳ dị này, nó lại trái ngược hoàn toàn với tự nhiên. Khi đó người đàn ông đang diễn thuyết trước máy quay, lúc bấy giờ hình dáng phản chiếu của ông trên tấm gương phía sau đã quay đầu lại nhìn thẳng vào ông. Nếu bạn cho rằng đoạn phim đã được cắt ghép thì bạn đã sai, bởi đây là một đoạn phim được lấy từ một cuốn phim tài liệu của một nhà đài ở Argentina. Bây giờ bạn có thể giải thích được vì sao một hiện tượng phản khoa học như thế lại có thể xảy ra không? Vài ngày trước, trên nền tảng Reddit đang nói lên một đoạn phim được cho là đã quay được mà được lấy từ một camera an ninh bên trong một nhà hàng ẩn danh ở San Diego. Và đoạn phim được chia sẻ bởi một người dùng có tên là Comedy Cat. Xem nha. Một bóng trắng đột ngột hiện ra, di chuyển nhanh về phía bên phải và dần tan biến vào không khí. Điều kỳ quái hơn nữa là hình dáng mơ hồ kia đã xuất hiện tận 2 lần cùng một vị trí. Và cũng chính điều đó đã khiến cho người xem tin rằng đoạn phim đã được cắt ghép. Nhưng có một chi tiết nhỏ đã chứng minh rằng họ đã sai. Đó chính là dòng thời gian đang chạy ở phía trên đoạn phim vẫn đang nhảy số rất bình thường. Duy chỉ có cái bóng trắng đáng sợ kia là đang ẩn hiện mà quái như vậy. Tầng hầm là một nơi được cho là có nhiều âm khí hội tụ bậc nhất trong ngôi nhà. Vì sao lại như thế? Người ta giải thích rằng vì nơi đây không khí ẩm thấp và quanh năm không có ánh sáng nên chuyện âm thịnh dương suy là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Có thể ở một khía cạnh nào đó lời giải thích ấy có phần đúng, và đoạn phim sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn thuyết phục hơn. Khi đó một người đàn ông đã nghe thấy những tiếng động lớn đang phát ra bên dưới tầng hầm nhà mình, nghi vấn có trộm đột nhập. Ông đã dùng camera quay đêm để có thể tóm gọn tên trộm đó trong bóng tối. Nhưng mọi chuyện xảy ra không như ông nghĩ, bởi thứ đã xuất hiện trên phim nó còn đáng sợ hơn cả trộm gấp ngàn lần. Xem nha. Người đàn ông nói rằng khi ở bên dưới tầng hầm, không hiểu vì sao ông luôn có cảm giác đang bị theo dõi. Và đặc biệt không khí bên dưới tầng hầm khi ấy nó lạnh một cách bất thường. Chỉ có một điều bình thường mà ông nhận thấy được là không có bất kỳ một thứ gì bên dưới tầng hầm, kể cả một con chuột cũng không. Nhưng không lâu sau khi ông công bố đoạn phim lên Internet, những người xem đã chỉ ra một thứ đáng sợ mà trước đó ông không hề thấy. Đó chính là hình dáng của người phụ nữ mặc đồ đen này. Điều ghê rợn và cực kỳ kinh dị mà người xem đã cảm nhận được từ đoạn phim này, đó chính là cách bà ta xuất hiện ở nhiều góc quay một cách cực nhanh. Chỉ một cái xoay lưng thôi, bà ta đã di chuyển từ phía bên kia đến ngay sau lưng của người đàn ông đó. Một cảnh quay kinh dị được lấy từ một camera an ninh bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Amharic. Khi sự kiện quái đản xảy ra, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ở đó. Và không riêng gì người đàn ông ấy, đa số người xem cũng đã há hốc mồm khi xem qua đoạn phim kinh dị này. Xem nha. Oh!
Không biết từ đâu xuất hiện một đôi chân người. Đúng, chỉ có duy nhất đôi chân được nhìn thấy từ phần bụng trở xuống, đang từng bước tiến tới và quỳ xuống cạnh người đàn ông kia. Sự kiện ma quái xảy ra bất ngờ đã khiến người đàn ông sốc nặng la hét bỏ chạy. Không biết cảnh quay này là một trò đùa của ai đó hay nó thật sự là hiện hình của ma quỷ xảy ra ngay bên trong nhà thờ nào đó ở Amharic. Nhưng nó quá đáng sợ phải không các bạn? Rose đến từ trang TikTok Magic Carbon thường xuyên chia sẻ những cảnh quay ma quái do những chiếc camera an ninh bên trong nhà anh ghi lại. Rose cho biết với những gì đã xảy ra, vợ chồng anh rất lo lắng và hoang mang, bởi cả anh và vợ không biết phải làm cách nào mới có thể giải quyết được những vấn đề trên. Đôi khi cả hai vợ chồng đều nghe thấy có những giọng nói thì thầm đang phát ra ở đâu đó trong nhà. Và phiền phức nhất là những vật dụng trên kệ, trên bàn thường xuyên tự di chuyển và rơi rớt rất ma quái. Ban đầu hai vợ chồng Rose không hề có dự định sẽ lắp đặt nhiều camera an ninh trong nhà. Nhưng sau một vài lời khuyên từ bạn bè và người thân, cả hai đã nhanh chóng thiết lập một vài camera ở những nơi cần thiết để ghi lại những sự kiện siêu nhiên kia. Và đây là một trong những đoạn phim đáng sợ mà chúng quay được bên trong ngôi nhà của Rose. Xem nha. Khi đó không có ai ở nhà và những sự kiện siêu nhiên bắt đầu diễn ra. Đầu tiên, cái ghế bập bênh bắt đầu lắc lư, giống như đang có một người đủ sức nặng đang ngồi trên cái ghế giúp cho nó đồng đưa một cách ma quái như thế. Không lâu sau đó, khung cảnh bắt đầu bị xáo trộn. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Rose đã có một suy đoán. Anh cho rằng mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà bấy lâu này là do cái ghế cũ có khắc ba con số 6 này. Và sau khi bàn luận với nhau, cả hai vợ chồng đã đồng ý bán nó đi. Nhưng trong khoảng thời gian người ta đến lấy nó, những điều ma quái bắt đầu xảy ra mạnh bạo như vậy. Và nếu bạn quan tâm về những sự kiện rùng rợn này, bạn có thể tìm đến trang TikTok của Rose để xem nha. Felix đến từ trang TikTok Felix Julian đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng anh đã từng đối diện với một con quỷ ngay bên trong một tòa nhà bỏ hoang. Trước đó, anh đã có nghe qua những câu chuyện rùng rợn mà anh tin rằng chúng nó được thiêu dệt thêm để cho những mẩu chuyện đó trở nên sinh động hơn mà thôi. Cũng chính sự nghi ngờ đó mà những người bạn của anh đã thách thức rằng nếu nửa đêm anh dám một mình đi vào tòa nhà và quay phim lại tất cả ngóc ngách bên trong, họ mới công nhận Felix là người can đảm. Và đoạn phim này sẽ là câu trả lời thay cho Felix. Xem nha. Có rồi Trúc Bình nha. Xin tên. Ngay khi nhìn thấy một cánh cửa tự động di chuyển, Felix bắt đầu rung. Nhưng không lâu sau đó, một sự hiện ra đầy ghê rợn mà Felix không thể lường trước đã xảy ra một cách bất ngờ như thế này. Quá sốc trước cảnh tượng đó, nhưng lần này hình dáng ghê rợn kia đã xuất hiện ở một nơi khác. Xem tiếp nhé. Sini semangat, siap Kak Siska. Apa lokasinya di bu? Hah.
Anjir, dia terbang, Cuk. Dia terbang, men. Astagfirullahaladzim, lu setan lu ya. Bentar gua. Eh, sini lu, anjir. Sumpah dia terbang, teman-teman. Dia terbang. Astaga Tuhan, ya Karim, ya Gusti, ya Karim. Gua zoom dulu deh. Ban đầu Felix nghĩ rằng đàn có ai đó giả ma giả quỷ để anh sợ, nên anh đã vô tư nhặt đồ lên và ném vào nó. Cho đến khi anh ta thu gần máy quay để xem rõ hơn, thì anh đã hét lên kinh hãi bởi hình ảnh hiện ra trên máy quay của anh là một gương mặt đầy máu với một cặp mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào Felix. Sởn da gà hơn nữa là ngay sau khi tiếng hét của Felix vang lên, ngay lập tức một giọng cười nham hiểm phát ra. Felix cho biết sau cái đêm kinh dị ấy, liên tiếp những đêm sau đó anh không tài nào ngủ được bởi cái hình ảnh kinh dị này đã ám lấy anh trong một khoảng thời gian rất dài.